Rồi ở đây em có chiếc phu Chanel, hôm bữa gắn cái dọn phu Chanel mới. Ngày mới lên sóng cho bà con là chiếc đó đây, cho bà con biết cục máy này là của chiếc Neo Kim. Neo Kim em chiếc đó đó, rồi em dọn xong rồi. Ngày mai lên sóng đâu biết là cục máy này là của xe đó đó. Cái lóc này là có lóc của 105 gắn lại nè, cũng con máy này máy Neo Kim. Giờ cho bà con xài dùm luôn nghe, cái cụ đề ông anh không biết lấy ra, ông tưởng cụ đề green ông bán cho người ta, về cụ đề nó tháo ra cụ đề lô, cụ đề mới không phải cụ đề lô, không phải cụ đề green theo xe. Rồi đó, cái máy này thì không có bình xăng với co. Cái máy với cái cụ đề. Đó. Bán cho bà con máy này có mằng máy rồi nghe, người ta có mằng máy rồi, chứng giữa mằng máy rồi, bán vậy đó. Là Neo Kim 2006, giờ bà con xài luôn nha. Em bán cho bà con là 2 triệu để cụ đời vô nha, để cụ đời vô, bán 2 triệu 9. Thôi 2 triệu 8 luôn, lấy bút lông ghi vô chết giá luôn này, 2 triệu 8. Một cái một và đầu lòng. Nguyên cái máy về dùng luôn nha. Sẽ gắn cái cụ đời lại à nghe. Cụ đời ông mới gỡ ra sáng gắn lại thôi, tại vì nó nhông cắn nhông nó đâu có bị ấy đâu. Nhông cũng nhông mà chúng ta nhét cụ đời vô đây là lụm mà, tại ông là thợ ông gắn chuyên nghiệp mà. Neo Kim 2006. Có màn máy rồi, giờ bà con dùng luôn. Đó, thì cái lóc này là cái lóc của 125 nè, kim 125 á, lóc mới vậy đó. Bán cho bà con cái máy này chỉ là 2 triệu 8. Rồi tiền ship bà con trả có cọc, có ship nghe, không chớp mồm nha. Có banh có ship nha. Rồi 2 triệu 8 cộng ship, rồi bưng cái máy này xuống đây. Khiên xuống đây. Kêu mạnh lắm, kêu nó dùng hết công lực để khiên cái mọc. Kêu là 17 bẻ gãy sừng trâu. Rồi, tiếp theo là cục máy của anh Pha này, nên giữ nhà của ta. Mấy máy này có giấy tờ đầy đủ nha bà con ha. Nói chung là xem có giấy tờ không à, không có xe tàu lao một đống giấy vậy. Bây giờ ngồi mà lục lại đúng cái giấy của nó cũng hơi bị lâu nhiều lắm. Cả một keo giấy vậy nè, giấy xe một keo. Nói chung là xe có giấy hết tất cả. Bà con mua xe của em là khỏi lo vấn đề mà xe trộm cướp không có đâu. Em bao hết vấn đề trộm cướp, ba thiên giấy xe nhiều lắm, một keo luôn. Rồi mình lục lại lâu quá phải chiều quay phim này cho nó mau. Cái cục máy này anh Pha nhỏ nhưng mà người ta bằng máy rồi, tức là em mua xe bằng máy rồi, xe ta dọn sẵn á, thì giờ đầu lòng người ta có màng, giờ mình kiểm tra lắp giữa có màng nhưng mà chạy rất là ngon. Hai cái lốc người ta có sơn lại, cái lốc nồi người ta có sơn lại luôn đó. Đầu là của anh Pha nhỏ, là anh Pha 2004. Đầu lòng đầu vẫn còn HVN nè, lòng vẫn có FM Rin theo xe. Và như thế này thì em sẽ bán cho bà con cục máy này. Giờ là chúng ta xài luôn, không có màng gì nữa trơn, người ta màng máy rồi. Đó, nhưng mà cái giá mình rẻ, cái máy gớt thì nó đâu bằng cái giá của cái máy Rin. Cái máy gớt này bây giờ 3 triệu mấy phải không, bán cho bà con kể rồi luôn. 3 triệu 3 phải không, bây giờ sụt giá luôn, bán đi không, nó giữ nhà hoài, bán xả hàng luôn đây. 3 triệu, cái một cục máy màng rồi, sẵn giờ xài luôn 3 triệu. Đó. Mấy anh mà mua đi bằng công ty này kia nọ hay cũng êm nha. Bây giờ ví dụ mấy xe Trung Quốc chúng ta bằng máy lại 1 triệu mấy à. Bây giờ bưng nguyên cục này về luôn, xài luôn. Rồi gắn đi bằng công ty công trình gì đó mấy anh làm. Thì giờ đâu xăng là chạy đó, không có bình xăng con nha. Cái cụ đời này, cụ đời Lai, cụ đời của Thái Lan nha, không phải cụ đời in theo xe nha. Đầu lòng vẫn còn ghim, người ta đã sấy lại làm lại. Máy giữa làm lại. Rồi ok, năm mà qua anh nha bà con ha. Em bán 3 triệu, tiền ship bà con trả, chốt banh không chốt mềm, tức là chốt có cọc mới ship không. Rồi, kèo thí kèo đâu? Cái đó gì chú? Sẽ có măng cá luôn. Đó. Sẽ có măng cá kèm theo. Rồi, vậy đó, không có boe, không có bình xăng. Có 3 triệu rồi. Xe gì? Hết. Hết. Cái gấp cái cà te luôn. Bán rồi chú ơi. Rồi, tiếp theo là sẽ quay một cây sườn. Chú sao sao chú? Bán hết luôn à? Dạ bán rồi luôn. Còn chú ơi, dầu còn. Dầu đẹp lắm còn. Đẹp lắm. Rồi đây là cái cây sườn. Đây là cây sườn của thằng Phu. Đây là cây sườn của thằng Phu Chờ 2. Mới dài này, xe mới gã ngày mới mới lên sóng. Bây giờ cái sườn nó rửa trước, lính nó rửa trước và bán cái sườn luôn. Cái sườn này đẹp là dữ lắm. Lũng có 3 lỗ chứ nhiều. Cây sườn mà nó lũng cái lỗ mà lớn á. Thì giờ cho chúng ta giá lại, bán cái giá ve chai thôi, giá rẻ thôi.
mua cái gì? Ờ cộng 200. Cái này cái trắng ba. Trắng ba của thằng trắng ba của khu chợ 2 nè. Mua quen thì khỏi cọc. À, phu chợ 2 lộn nè, gắn phu chợ 2, cái sườn phu chợ 2 thì trắng ba phu chợ 2, gắn phu chợ 2, gắn phu chợ neo, neo kim GT FI gắn được cái trắng ba này luôn nha. Ba thằng dòng xe đó xài chung một cái trắng ba một à. Hay vậy đó. Rồi, ai xe neo mà bị gãy trắng ba công trắng ba gì đó chúng ta mua trắng ba gắn vô 3-4 góc còn đẹp nè. Lấy cái điện thoại đi vô đó nói chuyện coi cho kiểm tra trong đó còn cái gì, bước vô coi còn cái gì bán cho người ta. Gắt chân nhôm hay là gắt chân ngang mọc tầng hay gắt chân bán hết rồi. Đây nè, bây giờ cái trắng ba này còn sử dụng bình thường, ngay thẳng chạy buông tay được đầm luôn. Thì em bán cho bà con là cái trắng ba là của hàng phu chợ 2 là 300.000. Giờ chúng ta gắn lên phu chợ neo được bình thường. Rồi cái sườn này nó có mục đó, sườn vòng vòng đẹp hết trơn nhưng mà có mục ở đây nè. Bây giờ nãy là mình bán trắng ba, bây giờ tới bán sườn. Sườn này mục ở đây lỗ chà bá ninh. Ở đây mục lỗ nữa. Rồi mấy cái nhánh này còn im hết, ok hết không mục. Thì giờ chúng ta cho thợ sàn cho đá về hàng lại này. Quan trọng cái sườn phu chợ 2 này em bán giá rẻ cho bà con thôi. Rất là rẻ. Rồi ở trên đây thì người ta có hàng cái miếng sắt để bắt cái chỗ ra cái mở cổ nè, người ta có nó còn nhiêu là đẹp hoàn hảo hết bà con, khỏi lo. Về bằng sườn thì em bán rồi, em bán có một công nó công, quẹo nó quẹo, không thì không, còn có là có. Mình khẳng định một cái mạnh mẽ, mình khẳng định theo kinh nghiệm nghề nghiệp trước khi xe về là mình test xe chạy thử đâu đó đàng hoàng. Khẳng định theo kinh nghiệm nghề nghiệp chứ không có lớ lạ là hình như sườn này bị cong hay là hình như sườn này thẳng, không có hình như, khẳng định em bán khẳng định, bà con yên tâm. Rồi theo kinh nghiệm nghề nghiệp mà làm chắc cứu vậy đó. Rồi lũng hai lỗ này về bà con giá lại em bán cái sườn này cho bà con là chỉ 400.000 thôi nha. Trời ơi cái giá này là giá ve chai. Rồi cái sườn của hàng phu chợ 2 400k đó. Phu chà 2 400k bị lũng cái lỗ chà bá ninh. Rồi ngày mai sẽ đưa ba cái đầu vết của phu chà 2 lên, máy móc rồi phu chà 2 tà le cho anh em. Rồi ngày mai đưa lên nha bà con, các bác có cái bô đẹp lắm, bô phu chà 2 đẹp lắm. Rồi còn gì nữa không? Đây là bình xăng 110. Bán từ năm ngoái tới năm nay còn giữ nhà hoài nè, không bán được nè. Bán mắc quá hay sao á. Cái này để ông anh ông rửa lại, còn đắt cát không chưa rửa gì nha, rửa sạch lên bán cho bà con cô bác ha. Bao gam ti, bao sân dư, bình xăng ở bên trong còn xanh lè luôn đó. Bữa đó thằng cháu tháo ra bên trong xanh lè luôn, nước nhôm xa xanh. Rồi cái bình này em bán là bình con 1.2 nha, bình ghim theo xe nha bà con ha. 110 đây 2.000, 110 đây 2.000, 1.2. Rồi cảm ơn bà con đã xem clip của em ha. Dài bữa em hứa với bà con, hứa cho bà con cô bác là vài bữa có bình xăng con tem lửa, bình xăng con quanh pha lốc đen, em để lên xe em test luôn, test đâu đó đàng hoàng. Em sẽ bỏ ra hai chiếc xe để em test bình xăng con để bán cho bà con chuẩn chỉ, bao gam ti, bao xăng dư hết trơn luôn rồi mới bán cho bà con. Bình tem lửa và bình quanh pha lốc đen, vài bữa xe được 20 cái. Rồi xin chào bà con nha.